Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Mang thêm cát trong đông cát. Qua mùa em không lãnh hội được nhiều phi phàm chi lực, điểm công đức 19.380. Lần này tới Liên Hoa Đài có được 7.550 điểm công đức, đáng tiếc còn thiếu hơn 600 điểm nữa mới có thể mua bát pháp vận thông. Với tính khí đặc biệt nhất quán của hệ thống, các lần rút tiếp theo này ngày càng trở nên khó khăn. Rút 5 lần vẫn là lên tích lũy mua pháp thân. Cảm ơn đã ghé qua. Sư phụ, truyền thư của Tư Vô Nhai. Đọc. Trong thư, Tư Vô Nhai nói hắn biết người muốn mở chiếc dương đó, nhưng mà hắn có một thỉnh cầu. Người muốn Khổng Tước Ninh phải giải đường phân thân thần chú cho hắn. Nghiệt đồ, sư phụ bớt giận. Nghiệt đồ đánh giá quá cao bản thân, cho rằng rời khỏi Kim Bình Sơn là có thể bàn điều kiện hay sao. Sư phụ nói rất đúng, Tư Vô Nhai thật sự là quá to gan. Phía Giang Ái Kiếm có hồi âm hay chưa? Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có hồi âm. Không giống phong cách của Giang Ái Kiếm. Hồi sư phụ, Giang Ái Kiếm chưa hồi âm. Lui xuống đi, đồ nhi cáo lui. Nhiệm vụ của giao diện hệ thống. Phía dưới dạy dỗ đồ đệ, manh mối của chìa khóa không hề hiển thị hoàn thành. Nhớ lại ký ức về chiếc giường, có lẽ có thể tìm được một vài manh mối ở trong đó. Rất nhiều chuyện quá xa xôi đều trở nên cực kỳ mơ hồ. Lẽ nào có liên quan tới phần ký ức bị mất? Từ khi xuyên công tới nay, sớm đã quen với thân thể già nua này. Sự tồn tại của thẻ nghịch chuyển cũng không lo lắng về già đi, nhưng mà phần ký ức này lại vẫn luôn không hồi phục. Tiếp tục lĩnh hội thiên thư. Sáng sớm ngày hôm sau, sư phụ, phi thư. Phi thư của ai? Đồ nhi vốn muốn ngăn cản, nhưng mà nội dung của bức thư khá là quan trọng, đồ nhi cảm thấy không thỏa đáng nên mang tới. Đọc. Vâng. Hôm qua đồ nhi hồ đồ, mong sư phụ thứ tội. Tuy đồ nhi đã rời khỏi Kim Đình Sơn, nhưng mà không hề muốn đối địch với sư phụ. Vì biểu hiện tâm ý, đồ nhi đã kêu người mang manh mối tới. Dưới núi thật sự là có một ni cô xin gặp. Đồ nhi nghi ngờ lão thất lại giải trò tâm cơ gì đó, nên đã ngăn cô ta lại, xin sư phụ định đoạt. Ni cô tới từ Vân Chiếu Am. Nghĩa nào trong bóng tối, từ đã định trước, ký ức liên quan tới Vân Chiếu Am cũng coi như là rõ ràng. Chỉ có điều không hề cảm thấy Vân Chiếu Am có liên hệ gì với chìa khóa. Kêu cô ta lên đây. Đồ nhi sẽ đi đưa cô ta lên ngay. Một lát sau, sư phụ, đây chính là Huyền Tĩnh sơ thái của Vân Chiếu Am. Vân Chiếu Am Huyền Tĩnh bái kiến lão thí chủ. Đứng lên rồi nói. Vật về với chủ. Vật này là năm đó Tịnh Ngôn sơ thúc đẩy lại. Bần ni biết lão thí chủ đang gấp tìm vật này, nên sáng sớm đã đưa vật này về. Tịnh Ngôn đẩy lại. Năm đó luận đạo ở chân đỉnh Vân Chiếu, lão thí chủ đã để lại vật này ở đỉnh Vân Chiếu. Đáng tiếc nhiều năm trôi qua, chưa từng thấy lão thí chủ tới nấy. Hoàn thành nhiệm vụ tìm được chìa khóa bị thất lạc 1/1, phần thưởng 1.000 điểm công đức. Có lẽ là thời gian quá lâu, ký ức rất là mơ hồ. Bây giờ Vân Chiếu Am thế nào rồi? Nói ra, Bần Ni phải cảm ơn lão thí chủ đã ra tay trừng trị Vô Niệm. Vô Niệm coi thường điều luật của Vân Chiếu Am, làm sằng làm bậy khắp lời, trừng phạt đúng tội. Bây giờ cô ta đã mất hết tu vi, đã không còn là phương trượng của Vân Chiếu Am nữa. Tại sao người lại biết bản tọa cần vật này? Quả nhiên là tên phản đồ này. Nghĩa nào không phải là tin tức do từ thí chủ của Ma Thiên Các truyền đi hay sao? Phản đồ. Chuyện này không liên quan tới sư thái. Sư thái vẫn thường ở sâu ở trong Vân Chiếu Am, tất nhiên không biết chuyện của thế giới bên ngoài. Nếu không có chuyện khác, xin sư thái hãy về cho. Sau khi chuyện ở Liên Hoa Đài kết thúc, đã có ấn tượng rất kém đối với Vân Chiếu Am. Dù thái độ của Huyền Tĩnh sư thái cũng coi như không tệ, thậm chí còn chỉ trích chỗ không sai, chỗ không phải của Vô Niệm pháp sư. Nhưng mà Ma Thiên Các cũng không phải là nơi cô ta nên ở lại. Bần Ni còn có lời muốn nói. Là gì? Ngọc Phất Trần là gốc rễ chỗ đứng của Vân Chiếu Am. Nếu có thể mong lão thí chủ, Ngọc Phất Trần là bản tòa đã ban cho Tịnh Ngôn. Nghĩa nào cô ta không nói với các ngươi hay sao? Chuyện này bản tòa có thể ban cho cô ta Ngọc Phất Trần cũng có thể thu hồi. Nói đến cùng, chuyện này cũng không trách được Ma Thiên Các. Nếu Vô Niệm không làm loạn sao, có thể rơi vào kết cục như hôm nay. Lão thí chủ bảo trọng, Bần Ni cáo lui.
Đồ nhi cáo nuôi. Đông Cáp. Thiết kế khéo léo tuyệt vời. Có được một mảnh vỡ thiên thư khai quyển. Có được bản đồ da dê cổ xưa. Cột đạo cụ thật sự là đã xuất hiện mảnh vỡ thiên thư khai quyển. Mảnh bích ngạc trước đây chính là có được một phần thiên thư khai quyển. Nói cách khác, đây là mảnh vỡ để mở thần thông tiếp theo. Bản đồ da dê cổ xưa. Bản đồ. Xem tổng thể bản đồ rất mờ, nhưng mà có thể mơ hồ nhìn ra đó là một bản đồ. Một bản đồ lấy đại viêm làm trung tâm. Đường nét tổng thể rất giống đại viêm, còn về những thứ khác căn bản là không nhìn rõ. Mình biết tác dụng của thiên thư khai quyển, nhưng mà tấm bản đồ này rốt cuộc là có tác dụng gì? Nhìn cũng không nhìn rõ, thậm chí ngay cả ký hiệu cũng không có. Không có núi sông hay là bất cứ thứ gì tương tự. Không có manh mối, điểm công đức 20.230 điểm. Còn dư 230 điểm, rút thưởng thêm vài lần nữa xem. Cảm ơn đã ghé qua. Cùng lúc đó, trong một ngôi nhà nhỏ đẹp và tĩnh mịch. May mà Khổng Tước Linh vẫn an toàn. Chữ Triện Phượng không hề có hiện tượng suy yếu. Thần chú này quỷ dị như vậy sao? Gần như là đã thử các loại phương pháp, cũng không thể nào phá được thần chú này. Giáo chủ đã tiên sinh giá đáo. Mau mời. Thất sư đệ lại gặp mặt rồi. Bái kiến đại sư huynh. Huynh đệ chúng ta không cần phải đa lễ, xem ta mời ai tới này. Vân Sơn đạo trưởng,